giống như cái hệ thống này kia. Nhà tối quá mà không dám vào, mình vào đây thực sự đáng chết. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lên rừng, phát hiện ở đây có một cái hang rất là kỳ bí. Hiện tại bây giờ cũng đã muộn rồi. Cái hang này nó rất là tối, mà mình cũng không biết có nên vào hay không. Ở xung quanh đây thì cũng không có người nào. Bây giờ mình sẽ phải tìm một cái gốc cây gì đó. Mình thử dùng cục đá mình ném vào trong xem thế nào. Sợ là bên trong này có rắn rết không mọi người. Nó không vọng. Cảm giác nó không vọng lắm mọi người. Hơi ghê ghê. Nếu mà một hai người đi không sao, mình vào đây hơi sợ nhá. Bên trong này có cái gì không có. Tối tối này ghê ghê. Ở đây có một cái ngõ của hắn nhưng mà nó rẽ sang bên trái mọi người nhá. Nó không thông thiên. Đây là hai bên này đổ bê tông, chắc mình nghĩ là các cụ ngày xưa là dùng để trú ẩn, để tránh các cái máy bay nó tháo bom. Hoặc là một cái công trình gì đó, nhưng mà không nghĩa là công trình của người dân thì không, người ta không làm thế này. Nó giống như một cái hệ thống gọi là mình để trú ẩn ấy, một cái nơi rất là kiên cố luôn. Đây, không có ai hết mọi người. Hơi ghê ghê. Để xem thế nào. Ở đây hơi bẩn một chút mọi người. Rác nó trôi, mưa nó trôi. Sợ rắn thôi. Hiểu ghê thế mọi người. Đây là một cái hang. Cái hang này là có đường thông ra mọi người nhá. Ui ghê thế. Sợ có rắn rết. Trong này rất là mát. Hoặc là các cụ ngày xưa. Đây cái đoạn này là thông ra mọi người nhá. Chỗ này nó hơi bẩn tí mình. Mày là cái hang người ta, các cụ để xuống đây trú ẩn, làm đối với tông cũng rất là chắc chắn mọi người. Chỗ kia thông ra kia rồi, đây chắc có lẽ nó ở vị trí trên này. Đoạn kia nó hơi bẩn một chút thì mình không. Đây, có lẽ là cái đường này hơi bẩn mọi người. Đây, có lẽ là cái vị trí thông ra đường này mọi người này. Đây rồi. Đây vị trí thông mọi người nhé. Đó. Hang thông của nó đây. Úi giời, chỗ này nó bẩn lắm. Thì ghê lắm, chỗ đoạn này. Đó. Cứ nghĩ là cái hang gì, hóa ra là cái hang của các cụ ngày xưa. Để gọi là trú ẩn đó mọi người. Rừng hôm nay thì bây giờ nó ở trên rừng đi hai cây thuốc. Để phát hiện cái hang ở đây. Ở đây mình còn một cái đó mọi người này. Đây còn một cái này. Đứng từ xa mình nhìn thấy. Đây là còn một cái này. Nhưng mà nó rộng quá, vào sợ rắn rết đó mọi người. Trong thì chắc cái hệ thống trú ẩn thôi. Có vào có ra. Đây, chỗ này tối này. Chắc là cũng giống như cái hệ thống đường kia. Nhưng mà tối quá mình không dám vào đâu mọi người. Vào đây thì sợ rắn rết đấy. Ở đây.
Chỗ này có gỗ sạch hơn nhưng mà nhìn hơi ghê, sợ rắn rết. Đây, cái vị trí này để vào đó. Chắc ở trên này thì cũng có hệ thống thoát vào thoát ra. Đây, cái đồi nó nhô lên mọi người nhé. Đây, chứ gì chả phải có một cái hệ thống cửa thoát ra. Thì cái hang này rất là sâu luôn. Đây, cái hang của nó đây. Đó, thì đi ra qua sâu vào đây. Thì mình nhìn thấy nó ăn ra ngoài đây. Thì cái hang này khá là sâu luôn mọi người. Tìm cửa đi ra hơi khó, nên mình vào đây mình không quên là rất nguy hiểm. Sợ tịt mất hang ấy. Sợ khí ấy, không có đâu mọi người. Đây đây, chỗ này nó lõm lõm. Phải chăng đây là cái vị trí ra. Wow, đúng thật mọi người. Đây, à đúng rồi. Đây mọi người nhá. Đây, ui từ cái hang này hơi bị rộng luôn đó mọi người. Đó, vị trí ra luôn. Đây này. Đây mọi người này. Đó. Thế thì thông qua đây. Hơi dài, đấy, cái đoạn này hơi bẩn một chút mọi người. Đây cái vị trí thông hang ở vị trí này. Rồi mình đi vào đây thì nó sợ nó không có không khí là rất nguy hiểm cho mình. Nên mình cũng không biết là cái hang này chắc chắn là cái hang các cụ ngày xưa để trú ẩn rồi. Đấy nên là mình cũng không có vào, mình tưởng là cái hang gì cơ. Cái khu vực này toàn thấy hang không. Đi lại đây xem có còn cái hang nào không. Đoạn này cái đồi nó nhô lên. Chắc không còn đâu. Một cái hang này, chắc không phải có một cái hang này thôi. Cái hang này thì vào dễ hơn, cái vị trí này vào dễ hơn, còn cái bên kia thì hơi khó. Khu rừng rất là yên tĩnh luôn. Một mình vào đây chắc cũng bình thường, chúng ta thấy cái hang này thì chúng ta cũng sợ, cũng không dám vào đâu. Vô cái rừng này tự nhiên có cái xuất hiện cái hang này thì không ai dám vào cả. Rồi cái hang kia thì không, vô thăm thẳm á, nó kiểu cảm giác là nó không có người chui vào hay là như thế nào. Cái hang này thì nó ngắn hơn này, thì nó sẽ quang hơn rất nhiều. Khi mình đi lại kia thì cái hang này nó dài hơn và trong đấy nó sẽ không có không khí, thì chúng ta vào rất là nguy hiểm luôn. Cái gì quân sẽ không vào tham phá, thì trong này những chiến là một cái đường hầm bình thường của các cụ ngày xưa, gọi là để trú ẩn thôi, nằm trên đỉnh núi này. Nhưng mà hầm này chắc là hầm như là tạm thời thôi. Nhưng mà thì hầm này mà nó nằm móng như này á, cái vị trí móng này mà bom mà thả thì chỉ tung liền, nó thả chúng là tung mọi người nhá. Vì cái độ bom nó cài rất là sâu và rất là rộng, thì chắc có nghe đây là cái hầm trú ẩn bình thường mà các cụ xây dựng lên thôi. Đấy. Hoặc là cái tập quân sự gì đó. Đó mọi người nhá. Đó, trong rừng. Nhìn rất ghê luôn. Rất yên tĩnh nhá. Rừng cây. Mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Quân nhé. Xin chào tất cả mọi người.